lợi từ dịch bệnh. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á đã cấu kết với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ chỉ định thầu và đẩy giá kit cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Từ các nguồn tin cho hay, Trung tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra cục C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó có ông Phan Quốc Việt, sinh năm 1980, người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc thổi giá kit test COVID-19. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á, thành lập từ năm 2007, tên cũ là công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ Việt Á, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2013, ông Phan Quốc Việt và ông Đồng Sĩ Huy, sinh năm 1981 cùng góp vốn thành lập công ty Việt Á. Công ty này đăng ký ngành nghề chính là hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Năm 2016-2017, doanh nghiệp này trúng gói thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Quân y 175. Thời điểm này, vào năm 2017, vốn của công ty Việt Á được tăng từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Năm 2018 đến năm 2019, Việt Á tiếp tục trúng gói thầu cung cấp hóa chất dung dịch khử khuẩn, dụng cụ xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm cho Bệnh viện Gia Liễu Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Việt Á trúng gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm xét nghiệm chuyên khoa và dung dịch khử khuẩn gồm 609 danh mục theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5269 QĐ-BIT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Tại Bệnh viện Bạch Mai, công ty Việt Á trúng gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm gồm 3.296 danh mục. Ngoài ra, công ty Việt Á còn là đối tác của nhiều bệnh viện khác như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện C Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các nguyên liệu xét nghiệm cho một số cơ quan thú y. Tháng 1 năm 2018, ông Phan Quốc Việt, ông Đồng Sĩ Huy và Việt Á cùng ông Võ Anh Chiết tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lạc Việt. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đăng ký hoạt động chính là điều hành tour du lịch. Đáng chú ý, khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty Việt Á đã hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kit test COVID-19 Made in Việt Nam với tập khách hàng gồm nhiều bệnh viện lớn và là một trong số các công ty do Phan Quốc Việt đứng đầu. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, Việt Á đã ký kết hợp đồng với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác đầu tư PPP. Dự án có tổng mức đầu tư 28,336 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT, thời gian thực hiện kéo dài 47 năm. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã có quyết định số 774 QĐ-BIT về việc ban hành danh mục hai sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi đưa vào sản xuất, bộ kit có giá thành vào khoảng 400 đến 600 nghìn đồng trên một kit. Thời điểm này, ông Phan Quốc Việt cho biết hiện công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho 100 nghìn kit. Việt Á được lựa chọn tham gia vào quy trình nghiên cứu sản xuất bộ kit này vì được đánh giá là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sinh phẩm xét nghiệm. Hiện nay, năng lực sản xuất của công ty cổ phần công nghệ Việt Á khoảng 10.000 bộ thử kit COVID-19 trên ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Đến tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành các sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Vậy, Phan Quốc Việt khai gì? Kết quả điều tra cho thấy, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á khai nhận lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test COVID-19 danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên đã chủ động cung ứng thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh thành phố sử dụng. Sau đó, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống như công ty liên doanh, công ty con lập hồ sơ trả sản phẩm, xác nhận khống các đầu giá để hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đưa ra cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị. Theo cơ quan điều tra, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận thống nhất chi cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn để thu lợi nhuận bất chính với chi tiền thuộc ngoài hợp đồng. Phan
Phan Quốc Việt và các đồng phạm đang nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng trên kit. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận và chi hoa hồng hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Quá trình điều tra đến nay, C03 đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi gần 30 tỷ đồng tiền hoa hồng ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, công ty Việt Á đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại luật đấu thầu, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bên cạnh đó, C03 đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đơn vị khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến. Cục C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, ra soát, kê biên tài sản của các đối tượng.